Hi. Chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn đã đến với mảnh nhỏ của Minh Thành Vlog. Đầu tiên Thành cũng xin được gọi là chào và cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thành Vlog. Không nói gì hơn, một lần nữa Thành xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Và qua đây Thành cũng xin chia sẻ tâm tư nguyện vọng cũng như cuộc sống mưu sinh. Nếu như video có lại làm phiền tới thời gian của cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn thì xin hãy thông cảm và bỏ qua cho. Hôm nay Thành xin chia sẻ lộ thông tin Yamaha X-Max 300 chuẩn bị được bán ở thị trường Việt Nam. Vừa mới đây đã có thông tin tiết lộ việc Yamaha Việt Nam sắp sửa phân phối dòng Maxicotter X-Max 300 tại thị trường trong nước. Giá bán dự kiến khoảng 129 triệu đồng và thời điểm giao hàng từ tháng 9, tháng 10 tới đây. Yamaha X-Max 300 hiện là đại diện hạng trung của dòng xe tay ga Max, kết hợp thiết kế thể thao và phù hợp cho nhu cầu sử dụng hàng ngày. Đặc biệt có giá cả phải chăng với trang bị đầy đủ và không gian chứa đồ lớn. Để đáp lại sự mến mộ X-Max 300 của người tiêu dùng tại Việt Nam, Yamaha Việt Nam mới đây vừa tiết lộ thông tin sẵn sàng phân phối mẫu xe ga cỡ lớn này nhằm đáp ứng sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ bấy lâu nay. Ở phiên bản mới X-Max 300 2022, về cơ bản vẫn giữ nguyên kiểu dáng, kích thước thiết kế từ mẫu cũ. Ngoài ra X-Max 300 2022 còn được điều chỉnh độ sáng của đèn pha trước với cường độ sáng hơn phiên bản cũ. Yamaha X-Max 300 2022 hiện được cập nhật thêm một số công nghệ an toàn và cải tiến động cơ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới Euro 5. Trang bị hệ thống phanh đĩa đơn kết hợp công nghệ chống bớt cứng phanh ABS trên cả hai bánh của X-Max 300 2022. Bánh trước dùng mâm 15 inch, bánh sau 14 inch kết hợp lớp Dunlop. Các trang bị khác trên Yamaha X-Max 300 2022 gồm có hệ thống đèn pha LED, chìa khóa thông minh, màn hình hiển thị LCD, ngăn chứa đồ dưới yên xe có thể để được hai mũ bảo hiểm. Phần yên xe cũng được thiết kế mới. Đồng thời Yamaha cũng trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo TCS cho X-Max 300 2022. Và vừa rồi là hình ảnh cùng thông tin về mẫu Yamaha X-Max 300 chuẩn bị được bán ở thị trường Việt Nam. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo hữu ích cho cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Thấy video hết trơn, xin một like đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Và sau cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.